Sao hai đứa xách ghế chạy lung tung hết vậy? Sao con không vô mát ngồi? Ông Trình, ngồi trong đây nè. Ở khâu hả? À, con ngồi ngoài nắng để cho nó warm đúng không? Cho nó ấm đúng không? À, cuối tuần rồi không biết làm gì. Đi mấy cái thùng ra cắt để mà làm cái thùng tháp để trồng rau. Làm cho nó xong mấy cái này luôn. Không rồi bà Nhung bà hành nữa, bà ràm bà ràm. À, bà mua về tới 7 cái rồi. 6 7 cái. Cho nên làm cho nó xong luôn, còn 2 cái đây nữa đây, hết nè. Làm cho nó xong luôn rồi ở sau bữa khỏi kêu réo nữa. Bữa nay trời nắng đẹp nó kêu hai nhỏ nó ra sau nó chơi cùng luôn. À, bây giờ vô trong bóng mát thì anh kêu lạnh. Vô bóng mát đây anh kêu lạnh, anh ra ngoài nắng anh ngồi cho nó ấm. Đó. Ui. Are you okay? Are you okay? Yes, do not sit. Okay, đứng dậy, dựng lên. Okay, do not sit. Nghe, mình phải tự đứng dậy. Yes, do not sit the grass. Ừ. Yeah. Do not... Đó, ngồi bên này nè. Ngồi đây phơi nắng đúng không? It's at the garden in backyard. À, in the backyard. In the backyard, that's a garden. Ừ, the garden here. It's garden in the backyard. Ừ. Cái thò tay vô trong đó vậy. Lấy tay ra. Dơ. Ừ. KFC. KFC. No, ow, ow, ow. Ui, quýnh em vậy. Yeah. Ông quýnh em nha, anh em mà quýnh lộn gì. Đi đâu giờ đi đâu, vô chung cao. Không có vô nhà nữa. Ngồi ghế đó, lấy ghế vô ngồi trong kia. Cứ rình rình là chạy vô nhà chơi iPad à. Andrew này nó chơi thì nó đi tìm ba mẹ, tìm người nó chơi. Nó tìm cách nó chơi cái này, nó chơi cái kia. Còn anh lớn này là anh mơ iPad à. Mở mắt vậy là ôm iPad. Đi đâu? Ngồi đó, không có cho đi đâu rồi, không có cho đi, không có cho đi vô luôn á. Ba ngồi đây không có cho đi vô. Ngồi này cho nó vui, ngồi này có nắng à. Đây đây cái đám rau của má mì chơi. Năm nay rau muống hơi bị mất mùa. Trồng mà mấy hôm năm nay lạnh nhiều quá. Trồng nó sớm mới nó lên héo khăn, chỉ còn được hai cái đám hành với hẹ đây. Đi vô. Bây giờ là ba ở ngoài ba làm. Chạy vô nhà rồi. Làm cho xong hai cái thùng đây. Ui, rớt. À, cũng giống như mọi lúc mình làm cái thùng này nè cả nhà. Đấy. Cái thùng đây là tặng cho bạn của bà Nhung. Bây giờ mẹ có cái hội trồng rau rồi. Mẹ có mấy người bạn thích trồng rau cho nên làm. Còn ở đây là giúp bà Nhung. Bên kia ba thùng, ở đây hai thùng nữa. Không biết còn cái thùng nào nữa không. Hôm trước nghe đâu bà nó mua tới 7 thùng rồi. Ở đây là mới có 6 thùng rồi mà. Cũng khoan lỗ. Rồi cũng làm. Rồi mình đốt nó lên. Đó. Không có thua gì mấy cái tháp mà người ta bán đâu. Ai tiết kiệm tiền thì làm giống vậy nè. Ở trên đi ra đi. Drink water. Ở trong nhà có nước không? Yes. Nước đâu, uống nước gì? Water. Water hả? Water thì ở trong nhà đó có cái chai nước suối đó, nước lọc á, con lấy con uống được không? Here. Nước lọc bên kia kìa. Yes. Đó, nó tưới cây á. Con vô con lấy cái mũ đi, lấy mũ cho em với cho con đội ra đây chơi với ba. Ok. Được không? Yeah.
Ừ, thịt, túi cây má mì kia kia. Túi trong này nè, đây nè, rau đây nè. Em chưa? Rau kia, đây. Rau cần kìa. Ừ. Túi rau cần á. Chơi vô đây nè. Chơi đây mình ăn không à. Vô đây. Túi cây đây nè. Bơm nó lên, bơm mạnh lên. Đó, xịt, bơm nhiều lên hả? Còn phải bơm mạnh lên, bơm dài cái lên. Bơm lên. Con xuống, 1, 2, 3, 4. Austin help. Austin help, em bơm cái đây, bơm cái này cho nước nó mạnh lên nè. Bơm lên. Bơm đi. Austin bơm đi. Bơm mạnh xuống, đi mạnh xuống. Cô dập tay em á. Đó, nó mạnh rồi đó. Đi tưới cây ơi, tưới hoa lan của mẹ kìa. Dưới lâm hoa trong kia kìa. Đó. Cô ướt tay nha, có trình. Bơm. Cô dăng cho mặt á, bố cho nít ra. Nó hết hơi rồi. Dưa yeah. Cái nước gì cũng lia lửa liếm cái thằng khỉ này thiệt. Nè, ông bắt trước nữa. Em này nó bắt trước con không, nhưng nó trên đi học mà đêm mà cái gì cũng cạp, thành ghế thành đồ cũng lia lửa liếm cạp không à. Nhưng mà lỡ có bệnh nó lây nó nhiễm vô nó miệng à. Rửa tay luôn ơi. Rèo nắng rồi chơi vậy cho nó ấm. Vô mát vô lạnh. Bơm, bơm thử ơi. Có trình bơm nữa ơi. Có trình ít nói á. Nhỏ anh chậm nói mà bây giờ anh cũng ít nói. Anh không có nhảy gì. Ướt mặt ướt mày hết rồi. Yeah. Đi vô.